Bây giờ mình sẽ đọc A, e. Chủ đề 19, 19. Ngàn hoa khoe sắt Bài 1 e. Đọc chậm thôi Hờ. đó hoa vàng huyên vườn đỏ vừng vừng đỏ sỏ ngàn thành thành ngụt nún chùm chùm buồn buông buồn buông xuống mặt hồ cỏ cây hoa lá dưới ánh nắng vàng hoe mua ngàn đóa hoa đua nhau khoe sắc hoa gạo đỏ hoa loa kèn trắng hoa giấy hoa bằng lăng tím xòe cánh mỏng manh hoa lộc vừng đỏ xỏa thành chùm buông xuống mặt hồ cỏ cây hoa lá làm cho đất trời thêm tươi đẹp rồi câu 1 tên của bài đọc là gì tên của bài đọc là um, hoa tháng tư ừ là hoa tháng tư câu 2 em thích loài hoa nào nhất em thích là hoa lo kèn trắng à hoa lo kèn trắng là đây Hay là kèn trắng à, hoa màu trắng. trắng xóa đúng không màu trắng rất đẹp và có nhụy màu màu trắng. vàng nhụy màu vàng rồi, đọc lại Đó hoa vàng hoa Hoa đá kèn trắng ừ. Hoa lá kèn trắng Hoa lá kèn ừ. Sang bài Bài 2 Bài 2 Ê ui à, U ê ui Ui Đó, rất là nhiều hoa Rồi đọc Ei, từ sắc Đây là cây vạn tuế. Cây gì đây? Y tiên, thủy tiên, thủy tiên, thủy tiên, làng quê, thủy nghiêm, uy, uy nghiêm, trung xuê. dễ hoa xuân xuê uy nhim Làng quê à, Mình thấy bức, bức tranh này nó giống như bức tranh ở, ở bài 1 không? Giống như nhưng mà khác Khác bông hoa này, này à, Nó khác chỗ này có hoa lo kèm mà hoa này không có đúng không? À. Ừ. Nhưng, nhưng, à, mà, à. nhưng mà còn, còn cứ hoa kia nữa Hoa này gọi là hoa nhài nè Ừ, nhưng, nhưng mà chí à, hoa này nhé à, à. rồi mẹ đọc trước nha dạ lễ hội làng hoa cái mơn vào dịp lễ hội hoa làng hoa cái mơn rực rỡ nhiều màu sắc thủy tiên huệ vàng hồng quế hồng nhung cúc đại đóa cùng nhau khoe sắc tỏa hương những cây tùng cây vạn tuế khoe dáng uy nghiêm ai đến xem lễ hội cũng trầm trộ. ngợi khen rồi đọc lễ hội làng hoa cải ơn vào dịp lễ hội hoa làng hoa cải ơn rực rỡ nhiều màu sắc ủy tiên thủy thủy tiên vàng hồng ế, hồng quế hồng quế hồng, hồng. như hồng nhung cùng dạy, cúc dài cúc đại đó cúc đại đó cùng nhân khoe sắc tả hương như cây như những những cây tùng cây Vạn quý Vạn tuế Vạn tuế tuế đến xem lễ hội cũng trầm trồ khen ngợi rồi câu một nè câu một vào dịp lễ hội hoa làng hoa cái mơn như thế nào cái mơn hả vào dịp lễ hội hoa dạ hoa làng hoa cái mơn rực rỡ nhiều màu sắc rồi câu 2 những cây cảnh nào khoe dáng uy nghiêm giải câu đố sao chiếc kè nhỏ trắng trắng tinh nhụy xinh xinh là hoa gì chính là hoa tinh kèn hoa này tên gì à đây là hoa lo kèm trắng ừ. hoa lo kèm trắng Bye bye các bạn, hẹn gặp lại bye bye nha.